Hôm bữa trước có khui ra được một bộ bóp ít, lúc đầu cứ tưởng là không cuốn nhưng mà ai ngờ đâu nó cuốn không tưởng luôn. Lúc mà chưa gắn pin vô thì tôi thấy nó cũng bình thường, nhưng mà khi gắn pin vô thì mới thấy được cái cục này nó cực kỳ là thú vị. Sẽ có 4 chế độ chơi và trong mỗi chế độ thì nó sẽ có 30 cấp độ. Càng chơi thì tốc độ của cái này nó sẽ càng tăng lên, giúp cho anh em xả chết cực kỳ tốt luôn. Tưởng cái này dành cho con nít chơi không chứ người lớn chơi cũng dính lắm nha. Đây cũng là một cách xả chết khá là hay, lo bấm mấy cái này không quên hết sự đời luôn. Nếu mà nghe cái tiếng nhạc nền nó ồn quá thì cũng có thể giảm âm lượng ở đây. Chốt lại thì đây là cái món đồ chơi con nít thì thích mà người lớn thì mê. Đáng lẽ cho 5 sao rồi đó, nhưng hôm bữa không cho pin 4 sao thôi.